Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về một những cái mã của hãng DSA rất rất là hấp dẫn luôn em. Trời ơi, nhìn rất là đã luôn ha. Cái này về phải nói là cực kỳ hấp dẫn, rất là nhiều anh em thích luôn nè. Thì đây là những cái thân máy nha. Ở đây mình có thân máy cực kiếm nè anh em, dùng pin 18V nè, thân máy bắn vít nè anh em. Thân máy khoan nè anh em. Rồi sướng ghê chưa? Rồi thân máy bắn vít 12V nè, thân máy khoan 12V nè. Thân máy khoan 12V và thân máy mài 12V, và đặc biệt cái chỗ này không có mỗi con này. Trời ơi, con này phải là rất là hấp dẫn luôn đây. Cái con này là cái con khoan 13 ly. Trời ơi, DSA khoan 13 ly mà nó rẻ hơn cái thằng Incode Total luôn. Tốc 2000, lực xoắn 70 Newton, một máy hai pin, một sạc đựng trong vali cứng cáp cực kỳ, giá chỉ có 2.330.000 thôi. Cái này từ từ mình review cho anh em nha. Thôi ơi, cái này về cái lô này hấp dẫn cực kỳ luôn. Hiện tại trên bàn mình nó khoảng cả 10 mã, và hiện tại DSA nó đã có bán thân nha anh em, có bán pin nha, có bán sạc rời nha. Pin 2A là 235.000 nè, sạc 2A là 330.000 nè, pin 4A là 730 nè, pin 5A hơi mắc, pin 5A nó tới 1.290.000 lận. Không hiểu sao mắc dữ vậy. Thôi anh em mua pin 4A xài được rồi. Pin 5A nó mắc gần bằng con DeWalt rồi. Sạc 4A giá chỉ có 425 ngàn thôi à. Như vậy nên anh em mà mua pin, mua sạc, anh em quan tâm dòng 4A là xài ngon nha. 2A 4A. Đó, trời ơi sướng quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi giới thiệu từng con chi tiết nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái thân máy nha. Thân máy khoan. Đây là cái thân máy khoan đầu kẹp 10 ly dùng pin 12V. Đây nó chỉ có hai khoan bắn vít thôi nha anh em, khoan sắt và khoan gỗ thôi. Hai cặp vẫn có hai chế độ số nè, tốc độ quay từ 0 đến 400 và 0 đến 1.500. Cái máy mini mà quay 1.500 là rất là nhanh luôn nha anh em, rất là mạnh luôn. Đây là cái dòng phiên bản mới của hãng DSA nè, được nâng cấp lên rồi nha. Có mã là ADCZ10-10. Giá có 460.000 thôi, trời ơi rẻ ơi là rẻ. Anh em lấy 460 nè. Anh em mua một cục pin 2A là 235, anh em mua một cái cục sạc 2A giá 330.000. Anh em cộng vô là nó chỉ có đi coi 565 cộng với cái này nữa. Có hơn triệu thôi là một máy một pin một sạc ha. Hấp dẫn quá. Anh em nào có pin rồi thì anh em mua thân thôi nha. Rồi không, anh em thích mua cái máy vít đây. Cái thân này thì có thông số cái không, mình đọc cho anh em luôn. Mình giới thiệu sơ qua nha, giữa mình sẽ giới thiệu tổng quát thêm. Nhưng mà đọc thông số thôi. Đây, dùng pin 12V, đầu kẹp nó sẽ có là 16 con một cấp trượt nha anh em. Đó, tốc độ quay từ khâu số 1 từ 0 400, số 2 từ 0 đến 1.500. Lực xoắn con này là lực xoắn cái con này là 30 Nm và 16 Nm tùy theo hai cấp độ số nha, số 1 30 Nm, số 2 là 16 Nm. Đó, trọng lượng nặng 1 kg nha. Cái thân máy khoan 12V. Đẹp ơi là đẹp luôn. Ở này để mình review sao đi ha, mình tháo ra cho anh em mất thời gian quá nhiều quá. Và đây là cái thân máy bắn vít này, như tổng thể nha, thân máy bắn vít ADBL02-8. Cái thân này thì nó dùng pin 12V, cái thông số kỹ thuật của nó đâu rồi. Đây, đầu kẹp 635 ly, lực xoắn 100 Newton mét, tốc độ quay tới 2.400 nha anh em. Tốc độ quay rất là nhanh luôn, tốc độ quay rất là nhanh luôn, lực búa 0 đến 3.000, trọng lượng nặng 0,8 kg. Cái con này có 580.000 thôi. Anh em mua con này ha, về có pin có sạc rồi chúng ta chỉ thấy chúng ta chiến thôi. Rồi 12V mình còn một cái nữa. Đây, nãy quên giới thiệu con 12V này, con này hấp dẫn nè. Đây là cái máy rút đinh IV. Trời ơi, con này lúc trước bán là 2 triệu mấy ha anh em á, bây giờ nó về thân luôn rồi nha. Thân này giá chỉ có 1.780.000 thôi. Cái con này là máy rút đinh tán nha, dùng pin. Đó, cái thông số của nó đây. Dùng pin 12V, trọng lượng nặng nó dùng đinh nè, đinh đồng. Ở đây là nhôm anh em á, nhôm mà từ 2.4 đến 6 chấm, và các loại rivê. Cái này nó không nói được inox, mình không có nói được cho anh em nha, không nói được rút được inox không ha. Đây nó không có, anh mình rút được đinh rivê nhôm từ 2.4 đến 6.0 nha, đến 6 chấm, lực rút rất là mạnh luôn. Con này lúc trước anh em mua rồi anh biết ha. Giá của cái thân này là 1.780.000 nha. Đây, thân rồi nha. Thân máy thì nó không có hộp nhựa. Rồi, kế tiếp từ từ mình sẽ review hết này cho anh em xem nha.
Rồi kế tiếp dòng 18V, 18V thì có ở đây có cái máy bắn vít. Cái thân máy bắn vít 18V này giá có 840 ngàn thôi anh em ơi, rẻ ơi là rẻ luôn. Cái thân này thì nó sẽ mở được cái cỡ ốc là 14 lực xoắn. Cái con này là lực xoắn của con này đâu mất tiêu rồi. Bắn vít là 175 Nm. Anh em thấy không? Nó số nhanh nó hai số nha, số nhanh là 175 Nm nè, số chậm là 140 nè. Nè, tốc độ quay tới từ số nhanh là 2000, ở số số chậm là 2000, số nhanh là 2004. Lực búa số chậm là 2009 và số nhanh là 3002, mình nói lực maximum nha anh em. Wow. Hấp dẫn ha. Con này ADBL02-14 đây, cái thân máy bắn vít không nha. Đó, giá là 840 ngàn thôi. Anh em mà đã có pin có sạc 18V rồi nên mua cái thân này. Lúc trước những anh em nào đã mua cái máy bắn bu lông bên bên mình dùng pin 18V rồi, anh em cứ mua cái thân này anh em về xài thôi, thì thêm máy bắn vít nữa. Hoặc là anh mua thêm máy khoan nè. Đó, trời ơi, hấp dẫn nghe chưa. Và anh em lưu ý trong đây nó không có cái thân của máy bắn bu lông. Anh em thấy không? Không có thân máy bu lông thì đây cái thân cái máy bu lông này nó mới hấp dẫn cực kỳ nè. Cái máy bắn bu lông này anh em biết hả? Nó có 2,4 triệu thôi. Mà 2,4 triệu của nó đó là nó tới hai pin 4A luôn. Có nghĩa là một máy hai pin một sạc mà là hai pin 4A. Trong khi đó in còn tô tò nó bán là 2.290.000 mà chỉ có hai cục pin 2A thôi. Lực xoắn này là 300 Nm nhưng mà nó trang bị hạt pin 4A là quá lời. Nếu như anh cậu tọ này mua pin 4A là anh em mắc là con này rẻ hơn tới mấy trăm ngàn luôn anh em. Nó có số nhanh là hai tốc hàng tư, số chậm là tốc hàng tư, số nhanh tốc 3000 nè. Lực xoắn của con này là tới 300 Nm nè. Đây ha. Lực xoắn của con này là anh em, số chậm á là 2004 nè, số nhanh là 204 nè, số nhanh là 300 Nm nè. Anh thấy không, đây nè, 300 Nm đây nè. Đó, còn đây là cái tốc ha, dưới đây là cái tốc này nó rồi 2004 nè. Còn lực búa là 2009 và 3002 ha, một cái số nhanh số chậm. Cái đầu khẩu là 6 chấm cái đầu khẩu là 1/2 nha. Mở được cái ốc từ M12 đến M18. Cái con này bán khủng lắm, trời ơi, con này mình bán. Lúc nãy con này về bán toàn là con này không luôn, hết hàng rồi mới về thêm. Nha anh em, giá chỉ có 2,4 triệu thôi, một máy hai pin một sạc, dòng pin Extra 4.0 lithium, pin sạc 1,5 giờ. Anh em tính coi cái con này nó lợi hơn con in cổ toàn mà lợi hơn rất là nhiều, và động cơ vẫn là động cơ không than nha, động cơ không than đây, động cơ không than. Trời ơi, con này rẻ quá. Anh em mua cái con này không rồi, anh em mua cái máy khoan máy bắn vít về anh em xài ha, thân máy khoan này hoặc thân bắn vít anh em xài là đủ bộ luôn, hoặc thân máy cơ kiếm là đủ bộ luôn ha. Rồi kế tiếp giới thiệu tiếp cho anh em nha. Hồi nãy quên giới thiệu cái con rút ly vê này bằng động cơ có than ha. Động cơ có than chứ nó đâu phải là động cơ không than ha, quên, có than bình thường. Ok, bây giờ kế tiếp máy khoan. Máy khoan xong tới máy mài. Đây là dòng máy khoan đây anh em. Đây. Mình nhớ theo nào đây ha, con này trước đi. Máy khoan này là anh em dùng để khoan tốc chậm, anh em dùng để khoan tốc chậm lực nó mạnh lắm. Đây. Đây là cái dòng máy khoan ba chức năng. Anh em ơi, không ta, chờ chờ chút nha. Khoan đâu rồi? ADC13 cái này đi thôi. Rồi, máy khoan ba chức năng nha anh em. Đây là cái dòng máy khoan, cái thân máy khoan ba chức năng có mã là ADC Z13 nha. Giá chỉ có 1.050.000 ngàn thôi. Và cái thông số của nó này, cái đầu kẹp là 13 mm nha. Cái tốc quay của nó, con này quay rất là nhanh luôn anh em. Số 1 nó quay 400, số 2 quay tới 2000. Có nghĩa là anh em hiểu cái thông số thực của con này nó ngang với 796. 796 tốc quay có 2000 lực xoắn 70 N, con này cũng ngang quay 2000 lực xoắn cũng 70 N luôn nha. Rồi nó rất là khỏe luôn nha, rất là khỏe luôn. Đó, lực búa nó quất tới 36.000 ha. Rồi nó sẽ có 25 cấp trượt anh em, 25 cấp trượt, nhiều nó vít, một cấp khoan và một cấp khoan búa. Những anh em đã xài cái nguyên bộ này rồi anh em biết rồi đó. Cái này là nó cũng từ từ máy ra thôi nha, những bộ này anh em biết rồi đó. Cái con này thì giá chỉ có một thân máy chỉ có 1.050.000 thôi nha anh em, 1.050.000 thôi nha, dùng pin 18V, khá là mềm cho con này luôn. Ngoài ra nếu như anh em muốn một cái dòng máy khoan tốc chậm để anh em khoan những làm việc tốc chậm thì đây là con này nó cũng hấp dẫn anh em, giá 1.190.000 con này. Cái máy lực khoan nó tới 16 cái quên cái đầu kẹp nó 16 mm luôn nha, pin 18V. Thì con này có lực xoắn là 45 Nm, con này thì nó sẽ không có cấp trượt, nó không có búa, nó chỉ có khoan thôi anh em. Và cái động cơ này động cơ không than subret này, động cơ này là động cơ không than nha, động cơ hồi nãy là động cơ có than nha, con này là con không than.
ha. Chút xíu mình nói con này không than, mình tổng thể nó cho anh em nắm nha. Động cơ là động cơ không than đó, rồi được 64 lần tên tốc quay từ 0 đến 1200 thôi, nó chỉ 0 đến 1200 thôi. Anh em chỉnh cái cò này nè nha. Thì con này nắp cái đầu tới 16mm, nó rất là khủng luôn, nó to lắm nè, và cái thân này ngắn ngủng mà. À, để anh em khoan những cái gì mà nó chậm mà lực nó mạnh á, thì anh em dùng những con này ha. À, đó thì mình sử dụng con này anh em khoan. Ok ha, khoan tới 16mm. À, khoan gỗ tới 38 nha anh em, khoan sắt tới 16, rất là khỏe luôn, giá chỉ có 1.190.000 thôi. Rồi, kế tiếp đây là con máy mài. Đây là cái thân máy mài gốc của hãng DCA, có mã là ADSM02-100, giá chỉ có 1 triệu thôi anh em. Cái dòng này là dòng động cơ không than nha. Thân máy này chỉ có dòng động cơ không than thôi. Đó. Cái dòng này thì cái thông số của nó là sử dụng đĩa 100, cái cốt 116 tốc độ quay từ 0 cho đến tốc độ quay quên không chỉnh như lộn. Tốc độ quay là 8500 nha, dòng phút cốt M10 nha. Đó, cốt là M10 nha anh em. Rồi, đĩa pin 18V. Giá chỉ có 1 triệu thôi, rất là rẻ cho cái thân máy này luôn ha, nó rẻ. Nó chỉ mắc hơn con gọi tàu, ở rẻ con gọi tàu luôn anh em. Con gọi tàu là phải 1.080.000, giá đó là giá chưa có khuyến mãi nha. Mà nó rẻ hơn con in cọ không than luôn. Wow, giá mang thiệt. Có lộn ta. Cái con tô tổ anh em có than á, ở quên không than giá là 1.080.000 nha. Đó mà cái mã đó hết hàng rồi. À, cũng pin 18V luôn, hay có 20V luôn. Nhưng mà cái con này thì giá có 1 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Kỳ này DSA mà quốc khoát cho giá rẻ con này là mấy ông kia ông đứng khựng hết luôn. Rồi, kế tiếp mình còn món gì nữa đây? À, máy khoan rồi. Rồi, hết rồi anh em ha. Và mình có về thêm cái bộ này lúc trước cho bán cũng nhiều nè. Đây là cái máy bắn vít thì giá đã chỉnh lên chút xíu như này, 1.240.000, một máy 2 pin 1 sạc. Nha, một máy 2 pin 1 sạc. Cái này là máy bắn vít 12V, có cái mã là ADBL02-8EK nha. Của DSA, một máy 2 pin 1 sạc, pin 12V, 1.240.000. Thì mình sẽ nói cho anh em sơ về cái những cái dòng nào có than và không than ha. Anh em chờ một chút. Thì nói về cái máy khoan anh em. Máy khoan thì hiện tại dòng cái máy khoan 10 đầu 16mm đây nè, là động cơ không than nha, này nè, Ruthless ha, Real ha. Coilless. Cái dòng này thì nó là động cơ không than nè, rồi máy mài là động cơ không than nè nha. Đó. Còn cái máy này là động cơ có than nè anh em, cái 13 này là có than nha. Anh em lưu ý, và cái máy bắn vít là không than nè. Thân máy bắn vít là không than nè, cái máy bắn bu lông là dòng không than nè. Anh em thấy chữ Coilless mà Ruthless không? Đó là không than nè. Rồi máy cơ kiếm này là có than nha. Máy cơ kiếm có than. Ok. Rồi, nó chỉ vậy thôi. Tóm lại là về không than là chỉ có một con nè. Máy bắn vít 18V, máy bu lông 18V và máy khoan đầu kẹp 16 ly 18V là dòng đầu 16 ly và máy mài. Bốn dòng không than, còn lại có than hết. Và tiếp tục giới thiệu anh em một cái dòng cái thân máy cưa kiếm dùng pin ADZF28. Cái mã này giá chỉ có 1.550.000 thôi anh em. Đó là chỉ có cái thân máy không thôi nha. Đó, thân máy không thôi. Rồi, ok ha. Rồi, về cái thân máy này khả năng cắt sắt được 20 nè, cắt gỗ được 250 nè, cắt khác được cái gì đây 113. Rồi cái tốc độ nó từ 0 đến 3.300 nha, trọng lượng nặng 4kg. Rồi, vậy thôi anh em á. Cái pin là pin 18V. Cái chiều dài của cái nữa là 28. Đó, về cái thân của cái máy này không là 1.550.000. Đó. Bây giờ anh em mua DSA là khỏi phải sợ không có thân nữa nha. Đó, anh em chỉ có việc mua cái máy khoan thôi. Đó, giống như là cái máy khoan này. Máy khoan này trong đây có hai cái mẫu này là hấp dẫn nhất. Mình nói với anh em à, giờ mình sẽ bung cái mẫu ra cho anh em xem nha. Đây. Đây. Cái mẫu này tại sao mình nói hấp dẫn? Đó là một máy 2 pin 1 sạc. Pin là pin 18V 2A nha, 18V 2A. Thì cái dòng này giá chỉ có 2.330.000 thôi nha anh em, mà cái lực xoắn tốc độ quay tới 2000, lực xoắn của nó tới 70 N, và nó có 25 cấp trượt, và nó sẽ có búa nằm ở đây nha anh em, thấy không? Đó, búa nè anh em, sẽ quay nhanh đi cho giá mang thiệt. Đó, cái con này ra thì làm sao in cò tô tàu bán được anh em? In cò tô tàu giá 2.500.000, in cò tô tàu in còn thô tàu giá 2.500.000, mà cái thùng in còn thô tàu nhìn xấu lắm.
thân máy nó cũng không có khỏe như cái này nữa, trong khi đê xa thì nó rất là khỏe luôn, cầm cứng cáp cực kỳ. Đó. Hàng chính hãng, thân máy pin sạc đầy bảo hành 3 tháng hết, có đèn led đầy đủ nè. Thấy không? Động cơ có than nha. Nhìn cứng cáp cực kỳ luôn. Cái tem này, tem bảo hành này ở bên nước ngoài anh em ha. Cái này nó làm chống giả rồi đó. Nha. Ồ, rất là đẹp, đầu 13 mm. Đáng mang thiệt. Không hiểu sao con này nó rẻ, rẻ khiếp thiệt. Ok ha, anh em mà đang mua con này thì ngon nè, nay mai nâng cấp lên pin cũng được, nâng cấp sạc cũng được, cỡ nào cũng được. Và cái ưu điểm của con này, cái dòng sạc nó tới 3 A, giá đã rẻ rồi, cục sạc tới 3 A, còn khi mấy ông thần kia cục sạc có 2 A thôi nha. Cục sạc này anh em có thể sạc được pin 4 A luôn, bởi vì cái dòng này thì sạc của DSA nó chỉ ra là anh em là mình bán 2 A, sạc 2 A 4 A thôi nha, nó còn dòng 10 10 10 10 mấy nữa, cái dòng 10 như 14 V nó sao có sạc nó, mình không có bán, nó lơ lửng quá anh em ha. Đó, sạc 3 A nó sạc lại hơn nữa, hơn tiếng đồng hồ tới đây cục pin. Anh em muốn nâng cấp thì anh em mua thêm pin nha, mua thêm pin 4A vô. Mình nhắc lại cho anh em nha, pin 4A giá là 425.000, pin 2A giá là 235.000, sạc 2A giá 330, và sạc pin 4A giá quên lộn, báo lộn anh em, pin 4A giá 730. Nhắc lại nha, pin 4A giá 730, pin 2A giá 235.000. Rồi, sạc 2A giá 330, sạc 4A giá 425 nha. Pin 5A mắc lắm anh em, pin 5A tới 1.290.000 chục lận ha. Cái đó thì nó hơi mắc. Anh em nên mua 4A là được rồi. Rồi nói nãy giờ mỗi miệng thiệt. À, bữa nào mình giới thiệu thêm nha, cái này hàng gì nhiều quá. Ngoài DSA ra mình còn gì, Inco, Toto, bao la bát lạng luôn, mà những cái này hấp dẫn nhất nè. Giới thiệu cho anh em ha. Đây là cái dòng pin của nó nè, pin 4A nè. Đó, cục pin 4A như thế này ha. Có báo sạc nằm ở đây nha. Cục này thì đó 730.000 nha anh em. 730.000, nó bằng với Inco Toto luôn nha. 730.000, hàng đang có sẵn luôn nha anh em. Có sẵn pin sạc luôn. Thì mình ghé mình mua thôi. Đó, hấp dẫn cực kỳ. Rồi ok ha, mình kết thúc video đây. Anh em đã nhu cầu về những cái này có thể qua cửa hàng ngay bây giờ để mua hàng luôn, hàng đang có sẵn, anh em có việc mua về xài thôi nhé. Một nửa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.